Ăn xúc xích à? Xuống đi. Hết tiền mua xúc xích ăn rồi. Giờ làm sao? Hả? Hết tiền mua xúc xích rồi. Nhịn đói đi. Được ăn bus. Hả? Hết tiền mua xúc xích ăn rồi. Tội nghiệp mày quá. Hết tiền ăn xúc xích rồi. Ôi ôi. Hết tiền ăn xúc xích rồi. Bus. Giờ làm sao? Hết tiền rồi sao? Hả? Hết tiền rồi. Xuống đi. Hết tiền ăn xúc xích rồi. Ồ, hết tiền rồi. Hết tiền mua xúc xích ăn rồi. Giờ phải làm sao? Bán mày nha. Nha. Bán mày nha bút. Ừ. Mày bán được 5 triệu. Bán con bút 5 triệu đi mua xúc xích. Bán mày 5 triệu rồi, tiền đâu thì mua xúc xích chứ ai ăn nữa. Ừ. Biến đi. Biến. Biến đi. Không cho mày lên. Lên hoài. Đồ, đừng có năn nỉ tao. Đừng có năn nỉ tao. Đừng có năn nỉ tao. Ăn bất tiền mà mua xúc xích cho mẹ ăn đâu. Oh, no, no, no. Biết. Biết. Tối ngày đã ăn xúc xích rồi. Biết đây. Xúc. Tiền đâu mà cho mày ăn. Mày kêu đi, tao cho mày ăn xúc xích. Push. Về. Yeah. Xúc xích đâu ăn? Mày muốn ăn xúc xích à? Rồi khóc rồi. Khóc rồi. Push. Lên đây.